VinFast President dường như đang là mẫu xe nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ phía người tiêu dùng. Dù tính đến thời điểm này, những thông tin cơ bản về trang bị nội, ngoại thất, kích thước tổng thể, động cơ của mẫu xe này đã dần được hé lộ. Tuy nhiên, chắc hẳn vẫn còn nhiều câu hỏi thắc mắc từ phía người tiêu dùng. Vậy, video này là dành cho bạn. VinFast President hay VinFast Lux SA 2.0 President. Chính xác đây là VinFast President, một tên gọi hoàn toàn mới chứ không phải là phiên bản President của Lux SA 2.0 như nhiều người vẫn lầm tưởng. President và Lux SA 2.0 có chung kích thước? Xin thưa là hoàn toàn không. Mặc dù thiết kế ngoại thất của President dễ khiến nhiều người lầm tưởng đây là một chiếc SA 2.0 nhưng có thêm một số chi tiết thay đổi, thể thao hơn, thì thực tế, kích thước của President to lớn hơn, thậm chí ngang bằng với những mẫu SUV full size như Lexus LX570, BMW X7, trong khi kích thước của SA 2.0 mới chỉ ngang so với BMW X5. President có nhiều màu sắc khác biệt so với Lux SA 2.0. Điều này là đúng, trước mắt ngoài màu đen bóng, mẫu xe này còn có cả màu xám, đỏ, tím, vàng và xanh. Đây đều là những màu sơn chưa từng xuất hiện trên dòng sản phẩm Lux của VinFast. Động cơ của President có khác biệt so với Lux SA 2.0? Chắc chắn là có. Nếu Lux SA 2.0 sử dụng động cơ i4 2.0 lít tăng áp, thì President lại sử dụng động cơ V8 dung tích 6.2 lít hút khí tự nhiên. Với những ai am hiểu về xe hơi thì đều biết, khối động cơ này chắc chắn sẽ sản sinh công suất không hề nhỏ. Và khả năng tăng tốc cũng như tốc độ đạt được của President cũng sẽ vượt trội hơn so với Lux SA 2.0. Nhiều khả năng, đây chính là loại động cơ lắp trên mẫu concept Lux V8 với công suất 455 mã lực và mô men xoắn 624 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp, nhưng xe có thêm các chế độ lái hay không thì chưa được tiết lộ. Những ẩn số vẫn chưa được tiết lộ hoàn toàn. Mới đây nhất, hình ảnh hàng ghế sau của President đã được đăng tải. Theo đó, mẫu xe này sở hữu bộ ghế ngồi với da được thiết kế cầu kỳ và nhiều khả năng. Chất liệu da cũng cao cấp hơn so với tùy chọn ghế da Nappa trên Lux SA hiện nay. Một chi tiết khác đáng chú ý, từ hình ảnh hàng ghế sau có thể thấy President cũng sở hữu hệ thống cửa sổ trời panorama toàn cảnh, trong khi hai sản phẩm Lux A và SA chưa có được tùy chọn này. Theo hình ảnh trailer sản phẩm, President cũng có đèn nền chiếu sáng từ gương rọi xuống đường như nhiều mẫu xe sang Mercedes-Benz hay Range Rover đang làm. Trước đó, hình ảnh hàng ghế trước của VinFast President cũng đã xuất hiện dưới dạng rò rỉ không chính thức, bằng điều khiển trung tâm thay đổi với màn hình nằm ngang cùng các nút bấm cơ bên dưới để chỉnh các chức năng thông gió, sưởi ghế và massage. Như vậy, nội thất của President có khá nhiều điểm khác biệt so với đàn em là Lux SA 2.0. Cuối cùng, theo thông tin từ đại lý, mọi thông tin chi tiết về VinFast President sẽ được chính thức công bố trong tháng 9 này. Mẫu xe này đã được mở đặt cọc với số tiền đặt trước ban đầu là 100 triệu đồng. Xe chỉ được sản xuất giới hạn 500 chiếc. Giá xe được dự đoán rơi vào khoảng 6-7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sẽ có nhiều ưu đãi giống với các mẫu Lux và Fadil. Thời gian tới, mẫu xe President của VinFast chắc chắn sẽ còn lộ diện nhiều điều thú vị hơn. Vậy thì bạn đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube chính thức của AutoPro để đón xem những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!